xuất phát từ nghề làm bánh tét truyền thống của gia đình, cùng với tư duy đổi mới sáng tạo trong cách sử dụng nguyên liệu từ nguồn nông sản sạch của địa phương để tạo ra loại bánh tét có nhiều màu sắc độc đáo, đồng thời áp dụng công nghệ bảo quản và xây dựng thương hiệu để trở thành sản phẩm OCOP. Từ nghề làm bánh tét truyền thống lâu đời của gia đình, năm 2010, bà Võ Thị Thanh Giang quyết định đầu tư cơ sở để mở rộng quy mô sản xuất khi nhận thấy hệ thống giao thông phát triển thuận lợi cho việc khai thác các thị trường tiềm năng mới. Bánh tét của cơ sở này có các nguyên liệu chính là nếp, thịt ba rọi, trứng muối, đậu xanh. Màu sắc của bánh được tạo ra từ các loại nông sản như gấc, lá dứa, lá cẩm và bồ ngót, được lấy từ các hộ sản xuất rau sạch tại Vĩnh Long. Đối với những điểm cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào, cơ sở có các tiêu chí thu mua để đảm bảo bánh thành phẩm đạt yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hồi xưa thì thời bà nội chỉ có làm cái lá bồ ngót thôi, không có trứng muối, chỉ là thịt mỡ không chứ không thịt nữa. Thì bây giờ có thêm thịt ba, mình là làm thịt ba rọi, không có làm mỡ như hồi thời xưa nữa. Với bây giờ mình thêm được cái nguyên liệu là trái gấc, rồi lá cẩm, rồi lá bồ ngót, thì bây giờ có thêm một miếng lá dứa vô để cho nó tăng thêm cái hương vị thơm chút. Hợp đồng với một cái nhà cung cấp nào đó phải thật sự là uy tín, để khi mà người ta cung cấp nếp cho mình đúng, thí dụ từ cái ngày cắt mà vô tới cái máy chà người ta chà ra đó, thì 6 tháng sau người ta mới bán cho mình. Thì người ta phải chuẩn bị hàng cho mình nói đầu hoài. Chứ còn sớm hơn nữa thì cái hạt nếp nó sẽ bị mềm, mà nếu lâu quá thì đòn bánh nó lại bị cứng, nó vẫn không ngon. Đi xuống dưới một cái xã Phước Hậu á, ở nơi đó người ta sẽ trồng một chục rau sạch nè. Tất cả đều là rau sạch hết luôn á. Thì mình mới chọn một người ra để người ta chiên trồng cung cấp cho mình là lá cẩm với lá dứa bồ ngót. Thì hàng tuần vào sáng thứ hai thì tôi xuống dưới tôi kiểm một lần để coi như cái đọt rau đó nó đủ chuẩn để mình xài chưa. Chứ nếu nó non quá thì nó không lên màu, mà nếu nó già quá nó sẽ bị nhẫn. Để giữ hương vị của bánh tét truyền thống, cơ sở dùng nếp sống chưa qua chế biến để gói bánh. Nếp được ngâm với muối hơn 1 giờ đồng hồ để hạt nếp có độ trong, hạn chế tình trạng bị chua. Bên cạnh đó, cơ sở cũng giữ phương pháp nấu bánh bằng bếp củi liên tục trong 8 giờ đồng hồ để khách hàng thưởng thức được hương vị đặc trưng của bánh tét. Muốn gói được một đòn bánh đẹp đúng kỹ thuật, các lao động tại đây phải có nhiều kinh nghiệm. Mỗi đòn bánh thành phẩm nặng từ 1,2 đến 1,4 kg. Với mong muốn đưa món bánh truyền thống của quê nhà đi xa hơn, bà Võ Thị Thanh Giang đã mở rộng cơ sở, đầu tư các loại máy móc để tăng năng lực sản xuất và kéo dài thời gian bảo quản của bánh. Sản phẩm cũng được quảng bá và xây dựng thương hiệu trên các nền tảng số. Tháng 12 năm 2023, bánh tét ngũ sắc của đơn vị này đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Cái thời gian hồi trước mình bảo quản thì nó tầm 3 ngày là nó ngon. Chứ nếu hôm nữa thương nữa thì nó không ngon. Tại ở đây mình không có xài chất bảo quản được. Thì bây giờ sau cái giai đoạn mà mình hút chân không này á, thì cái đòn bánh mình nấu, mình vớt thẳng lên xào luôn. Mình không qua nước lạnh như hồi xưa nữa. Thì nó sẽ ráo đòn bánh rồi nó hút nó khô. Thì mình bảo quản được 7 ngày trở lên. Xa nhất là mình đi Campuchia, đi đường bộ, chuyển bánh đi thì là mình vô thùng mút. Thì mình cứ một lớp nước đá là một lớp bánh, một lớp nước đá là một lớp bánh. Nhưng mà tài xế phải đảm bảo từ đây qua Campuchia là sang hai đoạn đường xe, thì đi trong vòng 9 tiếng là phải tới nơi, chứ không được quá nữa. Từ nỗ lực giữ gìn trọn vẹn hương vị của món bánh tét truyền thống, cùng với tư duy đổi mới, khai thác tốt các điều kiện thuận lợi của tỉnh Vĩnh Long, sản phẩm bánh tét ngũ sắc của cơ sở này đã xây dựng được thương hiệu uy tín, mở rộng được thị trường tiêu thụ và tạo việc làm ổn định cho người dân tại địa phương.